Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: một người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến bạc, tùy khả năng riêng mỗi người, rồi ông ra đi. Lập tức người lãnh 5 yến bạc lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó và đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau một năm vất vả với công ăn việc làm, chúng ta nghỉ ngơi trong những ngày Tết này, để rồi sau đó lại bắt đầu một năm mới với công việc của mình. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng của 3 ngày Tết, Hội Thánh mời gọi chúng ta hướng cái công ăn việc làm của mình lên trên Thiên Chúa. Chúng ta nhận thấy rằng không phải chỉ có người Công giáo chúng ta mới phải làm ăn. Tất cả những ai sinh sống trên mặt đất này đều phải có công ăn việc làm để nuôi sống bản thân, gia đình và xã hội. Cho nên công việc làm ăn, sinh sống, gia đình là công việc chung của tất cả mọi người, không kể tôn giáo nào. Như vậy thì cái việc làm ăn thánh hóa, cái công việc làm ăn của mình theo cái tinh thần Kitô giáo, nó có cái ý nghĩa gì không? Cái việc mình theo đạo, cái việc mình theo Chúa, nó có giúp gì cho cái công ăn việc làm của mình hay không? Đó là điều mà Hội Thánh muốn chúng ta để ý, đặc biệt trong ngày mùng 3 Tết hôm nay, ngày mà Hội Thánh mời chúng ta hãy thánh hóa công ăn việc làm của mình. Tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn cái ý tưởng chủ đạo như thế: đời sống đức tin có giúp gì cho công ăn việc làm của mình hay không? Thưa cộng đoàn, ý nghĩa của đời sống lao động, ý nghĩa của công ăn việc làm của người Kitô hữu chúng ta bắt nguồn từ nền tảng là các trang thánh kinh mà hôm nay Hội Thánh cho chúng ta nghe. Ở bài đọc một trích sách Sáng Thế,
Sách Sáng Thế kể về cái giai đoạn đầu tiên của toàn thể vũ trụ. Ngày ấy vũ trụ chưa có gì. Chính Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài đã sáng tạo mọi sự. Ngài sáng tạo trời đất, biển khơi, sông ngòi, cây cối, đất đai. Ngài sáng tạo mọi sự một cách sẵn sàng. Và cuối cùng, Trang Thánh Kinh hôm nay nói với chúng ta, sau khi Ngài đã tạo dựng mọi cái điều kiện cơ sở vật chất một cách hoàn hảo, Ngài đặt con người vào đó. Đặt để làm gì? Thánh Kinh nói thế này, Đức Chúa là Thiên Chúa đã đem con người đặt vào vườn địa đàng để con người cày cấy và canh giữ đất đai. Vâng, đó là câu Thánh Kinh rất quan trọng. Sau khi đã sáng tạo mọi sự một cách sẵn sàng, thì Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng để con người cày cấy và canh giữ đất đai. Câu Thánh Kinh này cực kỳ quan trọng. Tại sao vậy? Thưa, nói với chúng ta rất nhiều điều. Điều thứ nhất, mọi sự trên thế gian này không do con người làm ra, mà là do Thiên Chúa đã tạo dựng và trao phó cho con người. Điểm thứ hai, khi Thiên Chúa đặt con người vào trong cái công trình của Ngài tạo dựng, Ngài muốn con người cộng tác với Ngài để làm sinh hoa kết quả cái công trình mà Thiên Chúa đã bắt đầu. Như thế, việc lao động của con người là việc hợp tác, cộng tác với Thiên Chúa để làm sinh hoa kết quả cái công trình tạo dựng mà Thiên Chúa đã bắt đầu. Và đó là toàn bộ ý nghĩa của việc lao động trong Kitô giáo chúng ta. Đã có một thời người ta nghĩ rằng lao động là hậu quả của tội lỗi. Giả như ngày xưa ông A-dông và Eva không phạm tội, thì có lẽ ngày hôm nay con cháu không phải vất vả lam lũ như thế này, cứ ngồi khoanh tay, ngồi trong vườn địa đàng, mặc sức mà ăn mà ở thôi, không phải làm lụng gì. Thưa, cái quan điểm đấy nó không đúng. Trang Thánh Kinh mà chúng ta vừa nghe xác định với chúng ta như thế. Ở đây là cái giai đoạn đầu, khi con người chưa phạm tội, thì Thiên Chúa đã mời gọi con người, đặt con người vào trong vườn địa đàng để rồi cộng tác với Thiên Chúa làm sinh hoa kết quả cái công trình mà Thiên Chúa đang tạo dựng, đã tạo dựng. Chúa đặt con người để cai quản đất đai, chăm sóc vườn địa đàng mà Chúa đã tạo dựng. Cho nên lao động không phải là hậu quả của tội lỗi. Lao động là việc con người được cộng tác với Thiên Chúa trong cái công trình tạo dựng. Ý nghĩa đó thật tuyệt vời. Ý nghĩa thật tuyệt vời. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa. Con người được mời gọi cộng tác với Chúa. Cha chúng ta trở nên một cái đối tác mà Thiên Chúa là đứng đi bước trước, tạo nên tất cả mọi cơ sở vật chất, mời gọi chúng ta, đặt chúng ta vào như những người quản lý đất đai của ông chủ ấy. Thế thì chúng ta được mời gọi cộng tác như thế nào? Trang Tin Mừng kể tiếp với chúng ta và nói với chúng ta về thái độ cộng tác của con người đối với Thiên Chúa. Chúa Giêsu kể về một dụ ngôn, một người sắp đi xa, giao có ba đầy tớ, giao cho từng đầy tớ những nén bạc tùy theo khả năng riêng của từng người. Người thứ nhất ông giao cho 5 nén, người thứ hai ông giao cho 2 nén và người thứ ba ông giao cho 1 nén bạc. Nén bạc thời ấy nó rất lớn, người ta tính nó tương đương với 10.000 ngày công. Người ta đi làm một ngày chỉ có 1 đồng thôi. Và 1 nén bạc như thế thì tương đương với 10.000 ngày công. Một số tiền rất lớn, một cái gia tài rất lớn mà ông chủ giao cho 3 người. Sau một thời gian ông trở về, nói với họ hãy tính sổ với ông. Người được giao 5 nén đã làm lợi 5 nén khác. Người được giao 2 nén đã làm lợi 2 nén khác. Và ông chủ khen 2 đầy tớ ấy, các anh thật tài giỏi và trung thành. Được giao ít, các anh đã làm sinh sôi nảy nở. Thì đây, các anh hãy vào. Tài sản của tôi có bao nhiêu, các anh hãy vào mà hưởng cái niềm vui của chủ ngươi. Có nghĩa rằng ông có bao nhiêu tài sản thì ông giao tiếp tục cho họ, để họ tận hưởng cái niềm vui của một người đầy tớ trung thành. Riêng đối với anh thứ ba, được giao 1 nén, anh đã mang đi chôn cất và mang lại trả lại cho chủ. Tôi biết ông là người keo kiệt, cho nên tôi mang cái nén bạc tôi chôn cất và bây giờ tôi trả lại cho ông đây.
đối với ông chủ đây là một điều cực kỳ xúc phạm đến ông. Bởi vì ông là người rất giàu có, ông đã giao phó tài sản của mình, một cái khối lượng tài sản lớn cho các đầy tớ mà không hề tính toán thiệt hơn, mà không hề tính toán chuyện lời lỗ. Hai người trước đã làm lợi và ta thấy ông không hề lấy lại cái số vốn cũng như lấy lại cái số lời, mà ông giao toàn bộ lại cho các đầy tớ và thậm chí thưởng thêm cho họ. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi. Cho nên cái điều mà ông chủ muốn không phải là cái chuyện lời hay lỗ, mà là cái chuyện muốn cho đầy tớ mình có một cái ý thức làm việc, cộng tác với ông, làm việc với ông. Tiếc rằng anh đầy tớ thứ ba đã không làm được điều đó, cho nên anh đã bị phạt rất nặng. Dụ ngôn ấy Chúa Giêsu dùng nói với các môn đệ năm xưa và cũng là nói với chúng ta ngày hôm nay, những môn đệ của Chúa. Mỗi người trong cuộc đời, Chúa cũng giao cho chúng ta một số nén bạc. Có những người Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc đời sống gia đình, chỉ thuần túy làm công việc nội trợ, dạy dỗ con cái mà thôi. Có những người khác Chúa mời gọi chúng ta làm trong lĩnh vực kinh doanh. Có những người khác thiên về lĩnh vực công nghiệp. Có những người khác Chúa mời gọi trong lĩnh vực giáo dục. Và có những người khác Chúa mời gọi hãy cộng tác với Chúa trong đời sống tận hiến. Tất cả mọi công việc đó, như Thánh Kinh nói, Chúa trao cho chúng ta theo cái khả năng của từng người. Chúa ban cho chúng ta mỗi người một công ăn việc làm ở trong cuộc đời. Như vậy thì đối với Chúa, cái việc mình làm cái gì ở trong cuộc đời này, nó không quan trọng cho bằng mình làm như thế nào. Vâng, mỗi người được giao các nén bạc. Đối với ông chủ, có nhiều nén bạc hay là ít nén bạc, nó không quan trọng bằng cái tinh thần làm việc của đầy tớ đã làm như thế nào. Thì cũng vậy, khi Chúa giao cho chúng ta mỗi người một cái trách nhiệm ở trong cuộc đời này, thì chúng ta làm việc gì không quan trọng cho bằng chúng ta làm như thế nào. Chúng ta làm như thế nào để có thể cộng tác với cái công trình sáng tạo mà Thiên Chúa mong muốn chúng ta ngay từ ban đầu khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ. Hiểu như thế thì thưa cộng đoàn, đạo Công giáo không phải chủ trương sống nghèo khó, không phải chủ trương kêu gọi con cái mình sống trong cái chuyện bần cùng, nghèo túng. Những người làm ra của cải, những tẩy tớ làm ra của cải, làm sinh lợi 5 nén bạc, 2 nén bạc, được ông chủ khen ngợi. Điều đó chứng tỏ đạo Công giáo chúng ta không có chủ trương cho con cái mình sống nghèo khó, bần cùng. Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy làm sinh sôi nảy mở, làm giàu bao nhiêu có thể được. Đó là điều mong muốn để góp phần xây dựng xã hội và giáo hội. Hội Thánh mời gọi chúng ta làm giàu bao nhiêu có thể. Tuy nhiên, điều mà Hội Thánh muốn nhắc với chúng ta đó là việc làm giàu, việc sinh lợi không phải là mục đích của cuộc đời. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta được mời gọi làm sinh hoa kết quả trong cuộc đời này, làm cho gia đình mình, xã hội mình, giáo xứ mình càng ngày càng giàu hơn. Đó là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của cuộc đời. Mục đích của cuộc đời, như sách Sáng Thế nói, khi chúng ta lao động, khi chúng ta làm việc, cộng tác với Thiên Chúa, đó là chúng ta đang làm vinh danh Thiên Chúa. Mình đang làm cho mọi người nhận biết rằng giá trị chúng ta tạo ra không phải là mục đích mà chúng ta theo đuổi, nhưng là việc chúng ta cộng tác với Thiên Chúa, làm vinh danh Thiên Chúa trong cuộc đời, và đang chứng tỏ ta là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà Thiên Chúa đang cần chúng ta xây dựng trong cuộc đời. Làm gì không quan trọng bằng làm thế nào. Làm giàu không quan trọng bằng làm vinh danh Thiên Chúa. Ước mong đó là cái tinh thần mà Hội Thánh muốn chúng ta hướng đến, nhắm đến trong cái ngày mùng 3 Tết, ngày Thánh Hóa Công ăn Việc Làm hôm nay, để rồi sau những ngày xuân vui tươi, chúng ta lại tiếp tục công việc, mỗi người trở về với công việc của mình. Cho dẫu công việc có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn, có lúc thành đạt, có lúc dường như nó thất bại,
Nhưng đối với hội thánh, tất cả mọi chuyện chúng ta được mời gọi hãy trung tín làm việc để có thể làm vinh danh Thiên Chúa, cộng tác với công trình của Ngài xây dựng cuộc đời này. Và ước mong chúng ta cũng được thốt lên lời như tác giả của sách Châm Ngôn. Tác giả sách Châm Ngôn nói rất hay như thế này: Lạy Chúa, xin đừng để cho con giàu quá, vì giàu quá sợ rằng con quên mất Chúa. Lạy Chúa, xin cũng đừng để cho con nghèo túng quá, vì nghèo túng quá sợ rằng con sinh ra trộm cắp. Con không xin giàu, con cũng chẳng ham nghèo, nhưng xin cho con được làm vinh danh Chúa trong mọi sự. Amen.